Bắt đầu nè, mình coi cái này coi nó thơm, nó ngon sao nha các bạn. Ok, để em thử nha. Hình như nó phản ứng với nhau sao các bạn, nó ghét nhau sao. Hai đứa nó ghét nhau sao, chua quá các bạn. Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay là một buổi trưa ngày Chủ nhật rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Trời mát các bạn. Thì mình đổi cái góc quay ha, mình ra cái mình lấy cái ghế nhỏ của mình ngồi dưới cái gốc cây cây cam các bạn. Cây cam đẹp quá. Nhìn đây nó đẹp quá các bạn, nặng dữ các bạn, bự. Thì mình ngồi uống cà phê, mình đổi góc cho nó lâu lâu mình đổi góc cho nó có vẻ nó thay đổi chứ các bạn. Cái con mắt mình nó có vẻ nó vui tươi hơn khi mà mình thay đổi cái góc cạnh, nó tự nhiên, nó đẹp các bạn. Thì mình ngồi uống cà phê ở nay, trời mát rất là đẹp, gió thổi hơi mạnh chút xíu các bạn. Gió thổi cũng mạnh lắm, nhưng mà mình ra đây mình ngồi mình mát và mình ngó mấy cái trái cam này, mình ngồi dưới gốc nó hết sảy các bạn, hết sảy. Ok, thì hôm nay nó vậy nè các bạn nè. Hôm nay á thì như mình nói ở mấy cái video trước của mình, mà mình quay mấy cái mà cái cây của mình đó các bạn, thì thật sự bây giờ á, trời nó quá lạnh đi các bạn ơi, nó quá lạnh đi. Mình không thể nào mình để dành mấy cái trái quýt, trái chanh trên cành được hết các bạn ơi. Nó mùa thu ở đây á các bạn, thì nó lạnh nè. Nó lạnh rồi nó gió lớn lắm. Rồi nó cái trái các bạn, trái cây nó rụng, nó chịu không nổi các bạn. Cho nên á là mình các bạn thấy gió lớn không? Gió lớn mà mấy cái cây nó quật. Mình để trước sân nó quật ngã, nó quật ngã chết hết. Rớt trái các bạn ơi. Cho nên mình bữa nay là một cái mà video đặc biệt á, là mình sẽ hái những cái mình sẽ hái mấy cái trái quýt Nhật nè. Trái chanh xanh nè. Rồi trái chanh nhỏ nè. Rồi có thể mình coi trái cam nào chín, rồi trái quýt thường, nếu mà nó chín thì mình sẽ review cho các bạn nha, để coi là mấy cây này mình trồng cả một năm rồi, để coi nó thế làm sao, nó nhìn sao, nó bự cỡ nào, tốn công cỡ nào, nó ăn sao, nó ngon không các bạn. Ok, thì bây giờ mình hái một cặp quýt nha các bạn. Mình hái một cặp quýt nha. Trái này trái quýt Nhật nha các bạn. Đó, trái này trái quýt Nhật, mình hái một cặp nha. Mình hái một cặp. Đó các bạn. Mình hái một cặp quýt Nhật nha. Ok, rồi. Cái trái chanh này á, là trái chanh nhỏ nè các bạn, chanh xanh nhỏ nè nha. Mình hái một trái xanh. Mình ăn luôn nha các bạn nha. Mình ăn luôn nha. Cho nên cái này là thử coi cái taste của nó, cái taste của trái chanh nó có ngon không. Rồi một trái chanh chanh vàng bự nha các bạn. Ok, rồi nếu mà mình ăn hết rồi mình còn có thể chịu nổi nữa đó, thì mình sẽ làm tiếp trái cam hay trái quýt nữa các bạn nha, trái quýt bình thường. Rồi ok, thì một cái ly á là mình dành cho mình vắt nước mình uống một trái chanh chanh vàng nha. Một cái ly á thì mình vắt nước mình uống một cái chanh chanh nhỏ xanh nha. Ok, rồi ok, rồi bây giờ
mình review trái quýt trước nha các bạn, tại vì trái quýt coi nó làm sao nha. Ok, để mình lột nha, để mình lột cho các bạn coi. Thì trái quýt này á, cái vỏ nó rất là dày. Nếu mà các bạn thấy á, để mình giới tới các bạn coi nha. Ây, trái quýt này cái vỏ nó rất là dày nha các bạn. Cái vỏ nó rất là dày, nếu mà các bạn thấy mình dở ra dày thì vỏ nó rất là dày nha. Ôi trời, rất miếng rồi. Rồi, ok. Giờ để mình, các bạn thấy không? Giờ mình lột tiếp nha. Thơm lắm các bạn, nó rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Ok, rồi đây là cái muối của cái quýt này nó rất là căng, nó căng mọng luôn nha các bạn. Nhưng mà tại vì á, bây giờ nó chưa lớn đủ. Thật sự mà nói là cái trái quýt này nó khi mà nó lớn hết cỡ rất là bự, rất mà nắm tay đó các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình phải review giờ thôi, chứ không thể nào để được nha. Ok, rồi bây giờ để mình thử mình lấy một muối cho bạn coi nha. Bây giờ nó còn nhỏ quá, nó còn nhỏ quá, nhưng mà mình phải hái mình thử thôi nha. Ok, rồi bắt đầu mình ăn nha. Ok. Ngon các bạn. Nó chua chua và ngọt, rất là ngon. Ngon các bạn ơi, rất là ngon. Nó chua và ngọt, rất là ngon. Ngon các bạn. À, nó rất là thơm các bạn. Ngon. Công nhận nó thơm các bạn. Muối cái quýt Nhật ăn đã các bạn, rất là ngon. Cái muối, cái vỏ nó trong miệng dày thiệt, cái vỏ nó rất là dày nha, cái vỏ rất là dày, nhưng mà ở trong rất là thơm, ở trong rất là thơm các bạn. Thơm, ngọt chua chua, nó làm cho mình cái cảm giác ngọt chua chua không có ngán. Ngon á. Không có chua các bạn. Rất là ngon. Cho phép mình giả ăn vỏ ra, mình không có, mình chỉ nhai nước thôi. Mà nó không có hột đó các bạn, nó không có hột nữa. Nếu mà các bạn nào thích cây quýt Nhật á, mình nên mua nha. Cây quýt Nhật nó dẹp dẹp như vậy. Ngon. Rất ngon các bạn. Hột ít mà cái muối của nó dày mà bọng nước luôn á. Ngon lắm. Ha. Rồi. Bây giờ mình ăn một trái nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ uống tí nước để mình tráng miệng, rồi mình sẽ tiếp tục cho các bạn coi trái chanh vàng nha, trái chanh bự vàng nha. Ok. Cái đó là cái món kế tiếp của mình. Rồi, ok. Rồi các bạn, ok. Bây giờ mình đến cái trái chanh vàng nha, chanh vàng chanh bự nha. Ok, thì mình để mình đổ ra. Ok, thì trái chanh này á các bạn, nó bự lắm nha, nó bự, nó còn bự hơn nữa, nhưng mà tại vì mình phải hái vô thôi. Thì khi mà nó chín á, nó sẽ đổi màu và nó sẽ bự hơn nữa nha các bạn. Đó, trái chanh. Cái chanh vàng mà mình chỉ các bạn á, mà thế đẹp này nọ, nhiều trái nữa đó, đó là nó nha. Rồi, bây giờ mình lấy dao mình cắt ra nha. Lấy dao cắt ra coi ở trong của nó đẹp xấu làm sao nha các bạn. Ok, thì mình có con dao đây nha. Mình cắt nửa ra.
Ok, thì mình cắt nửa ra nó thấy rất là ngon nha. Chanh vàng thì các bạn thấy đó, nó ở trong nó có màu vàng luôn. Cái muối của nó, cái mọng nước nó nhiều nha. Cái sớ muối của nó bự hơn nha, các bạn thấy rõ không? Ok, hy vọng các bạn thấy nha. Ok. Cái này để mình lấy nè. Nó rất là ít hột nha các bạn, nó không có nhiều hột đâu. Ok, là cây chanh vàng nha. Ok, rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình sẽ nhỏ nước nó vô cho các bạn thấy nha. Ok, mình rót nước vô. Yes. Ồ, thấy hột nó cũng nhiều các bạn ha. Ok. Rồi, các bạn thấy nước nó phúng rồi. Rất là nhiều nước nha, rất là nhiều nước. Cái này mà mùa lạnh mà giải cảm nó hết sảy luôn nha các bạn. Rồi. Ok, các bạn thấy không? Rất nhiều nước nha. Rồi giờ mình vắt luôn một trái luôn nha các bạn. Lấy đuổi hai nữa nè. Cho mình vắt luôn. Wow, rất là nhiều nước các bạn, rất là nhiều nước. Rất nhiều nước nhưng mà rất là thơm các bạn, rất là thơm. Một trái thì mình, các bạn thấy mình vắt nãy giờ thì mình được một ly này. Mà không biết nó uống vô nó thơm không nha. Ok, thì để mình thử ra. Chuẩn bị nha các bạn. Rồi, bây giờ mình vắt xong rồi phải không? Yeah. Mình uống thử các bạn coi nha. Nó ngọt lắm các bạn ơi. Cái chanh này nó ngọt lắm các bạn ơi. Cái nước chanh nó rất là ngọt. Bạn nào không tin mình thì thử nha. Thử mua một cây chanh vàng. Nó là chanh vàng mà chanh bự Meyer thì phải, Meyer Lemon. Nếu các bạn uống vô giống như nước cam vậy đó. Thật sự nó chua hơn nước cam chút xíu thôi. Mà nó rất là đậm đà. Nó không giống nước cam, nó giống như là trái chanh lai nước cam vậy đó. Mà mình uống không nha các bạn, nãy giờ mình thấy mình uống không á. Mà nó cái vị chua thì nó có rồi, nhưng mà cái vị chua nó không có giống như chanh. Cái vị chua nó giống như là quýt nhiều hơn. Quýt nhiều hơn. Và nó ngọt, nó có độ ngọt. Ngọt gắt luôn đó nha. Mình uống tiếp nha. Ngon các bạn. Ngon. Ngon. Rồi các bạn nào mà thích uống nước chanh đó nha, là cái chanh vàng này ngon. Nó rất là thơm. Nó rất thơm các bạn. Ok. Rồi. Ngon các bạn, ngon, ngon lắm, thiệt á. Rồi, bây giờ đến mình thử chiếc cái chanh nhỏ đi nha. Cái chanh nhỏ này chắc có mình nhìn có vẻ nó chua hơn, tại vì nó nhìn rất là chắc. Nhìn chắc mà nó nhỏ nhỏ, mấy thằng nhỏ nhỏ ghê các bạn. Ôi. Nhỏ nhỏ nhìn nó vậy mà không giỡn với nó được đâu nha. Ok, bây giờ xem tin nha các bạn, xem tin thì mình sẽ cắt ra, mình vắt chanh, mình cho các bạn coi ở trong cái nước nó như thế nào. Mình cắt làm đôi rồi nha. Các bạn thấy không, cái trái chanh này thấy không, ở trong nó xanh mà cái vỏ mỏng, cái vỏ nó thật là mỏng luôn, mà mình cắt vô nó mọng nước luôn các bạn ơi. Nó rất là đẹp, màu xanh rất là đẹp, đúng là màu xanh chanh, màu xanh của chanh, gọi là cái chanh mà người Việt Nam mình hay ăn nè, đó là chanh này nè. Và chanh này nha các bạn. Ok, cái này là một nửa còn lại của nó. Nửa còn lại của nó đây. Rất là đẹp các bạn. Cái vỏ nó mỏng mà ở trong nó bọng nước luôn nha. Rồi. Chà, bây giờ tới cái phần mà tới cái phần quan trọng rồi các bạn. Dắt gì các bạn coi nha.
Nó ít nước hơn các bạn, nó ít nước hơn. Ít nước hơn nhưng mà có thể nó chua hơn. Các bạn. Rất là đẹp, rất là đẹp. Cái màu đúng là màu cái chanh mà người Việt Nam mình hay ăn nè. Bây giờ để mình dắt một nửa luôn nha. Rất là đẹp. Thơm lắm các bạn. Cái mùi chanh này mình ngửi thơm. Nó thơm các bạn. Cái vỏ nó cực kỳ thơm luôn. Vỏ cực kỳ thơm luôn. Rồi. Ok. Rồi cái này mới quan trọng rồi các bạn. Đồ phải uống đó nè. Thử nè các bạn. Ít nước hơn các bạn thấy không? Nước ít hơn, nhỏ mà. Nhưng mà nước vậy là nhiều rồi nha. Nước này rất là chua nha. Mình có thể đoán được. Uống thử nha các bạn. Wow. Thấy không? Hy sinh vì nghệ thuật các bạn thấy không? Uống nãy giờ uống hai trái chanh. Giờ thử cái này cho các bạn coi nè. Nếu mà để mình thích cái loại nào. Tại vì á, hồi xưa mình chỉ có cái chanh vàng thôi, nhưng mà bà xã mình mê cái chanh xanh loại Việt Nam lắm, cho nên mình mới mua về mình trồng thử. Bây giờ mình uống thử nè. Mình uống thử coi nó có ngon không nha. Thơm lắm các bạn ơi. Nó thơm, rất là thơm. Rất là thơm. Cái gì chua nó khác. Ngon. Ngon các bạn. À. Mình uống xong hai cái chanh này chắc là mùa lạnh này mình không còn bệnh nữa luôn á. Cái chanh này nó thơm khác nha các bạn nha, nó thơm kiểu giống như mấy cái chanh xanh đó, nhưng mà không biết tại sao khi mà mình trồng á, giờ mình uống cái chất nguyên chất, nước nguyên chất của nó, mình thấy nó rất là thơm, rất là ngon, giống như là mình cảm giác nó là nó rất là có giá trị tại mình trồng organic á. Mình thấy uống vô nó rất là ngon, thơm mà mình cảm giác là sao nó lạ lùng các bạn, nó quý lắm. Uống miếng nha các bạn. Đã các bạn, đã. Đã quá các bạn. Đã các bạn, công nhận. Ngon. Mình thử là trái quýt Nhật. Trái quýt Nhật á, thật sự mà khi mà nếu mà mình để được các bạn, nó bự nè, mà cái muối nó ấy á, nhưng mà giờ mình không hái không được, nó rụng, lạnh quá, lạnh với gió nữa, mình phải chịu thôi. Rất là ngon nha các bạn, muối mọng, vỏ dày, muối mọng, cây chanh vàng, cây chanh xanh, hai cây đều rất là ngon. Các bạn thấy mình cắt ra, các bạn thấy ở trong ở ngoài mình cắt ra mình vắt nước mình uống cho các bạn coi, rất là ngon. Thôi các bạn chắc mình thử thôi rồi, tại vì để trái cam với trái quýt maybe lần sau đi. Bây giờ mình ráng uống hết hai này thôi, bà xã mình bà kiếm chuyện với mình á, cho mình cắt rồi mình phải uống. Thôi mình tắt máy đi mình uống mới được, chứ bây giờ uống chịu không nổi à. Thôi để xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của mình, và chúc các bạn một ngày thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân nha. Những ngày lễ sắp tới rồi, cho nên là mình người nào cũng bận bịu mình biết, nhưng mà chúc mọi người có nhiều niềm vui trong cái mùa lễ cuối năm nha các bạn. Ok, xin chào các bạn và gặp lại các bạn vào cái video kế tiếp của mình không biết là gì, nhưng mà mình hứng lên mình làm với các bạn coi nha. Ok, chào các bạn nha. Quên các bạn, hồi nãy thì mình uống riêng, nhưng mà giờ mình quay lại mình muốn tại vì hai cái chanh mỗi cái dương chút đó, mình muốn thử nghiệm một cái nữa các bạn, là mình mix hai cái này together, mình mix nó cùng với nhau, mình để cho các bạn coi nha. Ok, thì mình đổ nó vô một cái ly nha, rồi mình thử coi khi mà mình trộn hai cái trái chanh giống như vậy đó, thì cái taste của nó, cái vị của nó sẽ làm sao nha. Ok. Ok, để cho nó chính xác hơn á, các bạn cho mình uống miếng nước nha. Mình súc miệng. Rồi, mình làm miếng cà phê.
cà phê sữa cho nó bay cái mùi chanh đi. Rồi mình làm thêm miếng nước nữa. Rồi bây giờ nha, bắt đầu nè, mình coi cái này coi nó thơm nó ngon sao nha các bạn. Ok, để mình thử nha. Hình như nó phản ứng với nhau sao các bạn, nó ghét nhau sao, hai đứa nó ghét nhau sao, chua quá các bạn. Công nhận cái công thức này đọc thử các bạn, pha hai đứa nó vô chung nhau nó uống chua dã man luôn, mà nó không có cái mùi vị riêng biệt gì hết các bạn, nó lạ lắm. Thôi mình nghĩ cái này mình mix lại, không nên, mình không nên trộn lại, nó không ngon các bạn, nó không còn cái vị thơm vị chua đặc biệt của mỗi cái loại chanh nữa, cho nên mình không có recommend, mình không có khuyến khích trộn lại. Ok thôi vậy đủ rồi. Ok chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn. Uống chanh xong liếu lưỡi các bạn, liếu lưỡi luôn á, thiệt mà. Thôi hẹn gặp lại các bạn cái liếu lưỡi thiệt luôn, liếu lưỡi luôn, chua liếu lưỡi luôn. Hẹn gặp lại các bạn cái video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thôi mình quay lại mình uống cà phê tiếp đây, liếu lưỡi rồi nói không được. Ok, chào các bạn nha.